Thấy bảo thu nhập không được 1 tỷ một tháng, ăn gì thấy không ngon là không có quyền chê đúng không mọi người? Mặc dù thu nhập mình một tháng có mấy củ khoai. Nay mạn phép review thử sâu sấy lợn sấy đắt đỏ nhất TikTok của chị Huyền Huho. Toàn là các hot TikToker triệu view khen có đúng như lời đồn không? Mình mua từ TikTok shop của Huho Official. Đồ được đóng gói khá là cẩn thận. Ủa rồi đồ ăn có cả thẻ bảo hành này. Đầu tiên sẽ là quả lợn sấy gác bếp. Về mặt hình thức thì được đóng gói hút chân không. Bên trên còn có cả thành phần các chú ý hướng dẫn sử dụng. Trong mỗi một túi như này sẽ có hai gói chẩm chéo. Còn ai mà tham ăn sợ thiếu như mình thì mua hẳn một hộp như này luôn. Hôm trước thấy có nhiều bạn chê thịt lợn ở đây ướt quá, nhưng mình lại thấy khô ướt vừa phải. Cứ nghĩ thịt dai cứng và khó xé, mà mình làm cái bộ móng giả này xé đơn giản luôn. Thịt lợn thì có màu khá là hồng hào, rồi còn mềm thơm và đã được tẩm ướp sẵn rồi. Ai mà thích mặn mà đậm đà hơn thì chấm cùng với chẩm chéo, thơm mùi mắc khén lắm luôn ý. Nghe bảo chẩm chéo cũng là best seller của chị Huyền. Lần đầu tiên ăn thì mình thấy hơi mặn không được hợp lắm, nhưng sau một hồi ăn lại thấy mê và thấy ngon. Mà hôm trước mình xem chị Huyền có khẳng định rằng lúc mua về để nguyên siêu như này có cất vào ngăn đá tủ lạnh, khi nào ăn lấy ra giã đông, không cần nướng hấp hay cho vào lò vi sóng, không cần đập dập đợi một hồi là ăn được luôn. Nên mình đã thử nghiệm sâu gác bếp này xem như nào. Ui, ban đầu lấy ra nó cứng thật nhá mọi người. Nghe cái tiếng đã thấy đủ cứng chưa? Nhưng mà lúc xé ra thì ủa ủa xé dễ cực. Sâu gác bếp thì có màu sẫm hơn so với thịt lợn, rồi mùi rất là thơm, kiểu thơm mùi khói nữa ấy. Miếng thịt thì ẩm tơi và không bị khô. Lúc xé ra còn có cả màu đỏ nữa cơ mà. Ăn vào thì thơm và ngọt cực, đúng là tiền nào của nấy thôi. Mặc dù sản phẩm có đắt hơn so với thị trường, nhưng sự khác biệt của nó không phải đâu cũng có. Mà khen chê là quyền của mỗi người. Hương vị món ăn có thể không làm hài lòng được tất cả mọi người, nhưng cần nhất vẫn là thái độ cầu thị. Kể cả chưa ok mình vẫn ủng hộ tiếp nhé.